Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới anh chị và các bạn các cách làm thịt rim mắm ruốc ha. Chia sẻ một biến tấu mới cho cái món thịt kho mắm ruốc của mình nó thơm ngon hơn, lên cái màu sắc đẹp hơn và thơm béo hơn. Nếu bạn nào thì kho thịt mắm ruốc chưa có ngon hoặc là chưa có hài lòng lắm thì đây là một cái video không thể bỏ qua đâu ạ. Và mọi người là cái tín đồ của ăn cơm, những cái món ăn cơm thì đây là một cái món cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ bắt cơm luôn đó. Nếu mà mọi người cảm thấy thích thì bây giờ chúng ta hãy bắt tay nhau và cùng làm thôi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị ở đây là 600g thịt ba chỉ và mắm ruốc nha. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ có sả cây nè, mình có ớt sừng không cay, mình có tỏi. Nguyên liệu rất là dễ dàng tìm kiếm đúng không ạ? Thịt ba chỉ thì các anh chị và các bạn trong cái món này thì chúng ta nên sử dụng cái thịt ba chỉ nó có nhiều mỡ hơn một chút xíu thì cái món ăn của mình nó sẽ thơm béo hơn. Ở đây thì mình cảm thấy cái thịt ba chỉ của mình nó chưa có được nhiều mỡ lắm nên là khi mà mình thắng á thì nó chưa có ra nhiều mỡ nha. Nên là nếu mà được thì các anh chị và các bạn nên sử dụng cái thịt ba chỉ nó có nhiều mỡ một chút xíu thì làm cái món này nó sẽ hấp dẫn hơn. Và thịt ba chỉ này sau khi mà mình rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cắt ra những cái miếng vừa ăn. Mình xách những cái miếng như mình kho thịt kho quéo á hay là thịt kho quẹt đó anh. Mình sẽ xách ra những cái bản to như thế này nè. Sau khi mà mình xách bản to như thế này rồi thì chúng ta sẽ cắt nhỏ lại một chút xíu như thế này nha. Các anh chị và các bạn nhìn mình cắt để cho nó dễ hiểu hơn là cái lời mà mình nói nhé. Những cái miếng thịt như thế này là đạt chuẩn rồi nè. Sau khi mà mình xắt thịt xong rồi chúng ta sẽ tận dụng cái thớt này và mình sẽ băm cái sả cây ra luôn nha. Sả cây ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái tầm 4 cây sả cây nha. Rồi đập dập nè, rồi mình sẽ xắt nhỏ ra. Với cái món thịt rim mắm ruốc này thì biến tấu một chút xíu từ cái thịt kho mắm ruốc nó cho ra cái món thịt kho của mình nó hấp dẫn và thơm béo hơn. Một sự kết hợp mới và một cái biến tấu mới một chút xíu gia vị để cho cái món thịt của mình nó ngon hơn đấy ạ. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho cái ớt sừng. Ở đây nếu mà các anh chị và các bạn ăn cay thì chúng ta sẽ thay cái ớt sừng không cay thành cái ớt sừng cay nhé. Rồi ở đây thêm một ít tỏi nè, tỏi để tăng thêm cái mùi thơm cho cái món này. Thì mình cảm thấy rằng cái món này thì nhiều sả, nhiều ớt, nhiều tỏi này thì nó sẽ hấp dẫn hơn nhé. Mình sẽ băm nhuyễn ra. Quay qua thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình sẽ cho hết cái lượng thịt vô và mình sẽ đảo đều ở trên chảo như thế này để cho cái phần thịt của mình nó cháy xém nhé. Đó, mình cứ đảo đều với cái lửa nhỏ ha, thì cái thịt mỡ nó sẽ ra mỡ và thịt của mình nó cháy cạnh. Và sau khi mà mình ram cháy cạnh như thế này rồi, mình cảm thấy rằng cái lượng thịt của mình mỡ nó không có nhiều. Nên là mình sẽ cho một chút xíu dầu vô đây. Rồi mình sẽ cho hết cái phần tỏi, ớt và sả vào đấy mình băm nhuyễn, mình cho vô và mình sẽ xào cho nó cháy cái phần tỏi, phần ớt lên cho thơm nha. Tăng thêm cái mùi thơm của cái món này. Còn nếu trường hợp các anh chị và các bạn ram cháy cạnh mà ra mỡ thì mình không cần phải cho dầu ăn nhé. Rồi sau khi mà thơm rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho vô đây 2-3 muỗng canh mắm ruốc. Và cái lượng mắm ruốc này thì sẽ tùy thuộc vào cái mắm ruốc mà các anh chị và các bạn sử dụng là mắm ruốc nguyên chất hay là mắm ruốc người ta đã pha chế sẵn, nên là mình có thể canh chỉnh lại theo cái mắm ruốc của mình sử dụng nha. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho vô đây đó là nước. Nước ở đây thì nếu mà được thì các anh chị và các bạn sẽ cho nước nóng vô nha. Và cái lượng nước thì mình sẽ cho xăm xấp như thế này nè. Và sau khi mà mình cho xăm xấp vô như thế này rồi mình nấu sôi lên thì mình sẽ dằn vô đây là nửa muỗng canh đường nha. Thêm vô đây là một muỗng canh tương ớt để cho cái màu thịt rim của mình nó lên màu đẹp đấy ạ. Rồi đảo đều lên. Sau khi đảo đều lên rồi thì chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình sẽ rim từ từ cho cái phần thịt của mình nó rút hết cái gia vị vô và nó sẽ lên màu đẹp nhé. Sau một hồi mà mình rim á thì mình ở đây thì mình đã cho vô đây là 2-3 muỗng canh mắm ruốc nè, nửa muỗng canh đường và một muỗng canh tương ớt. Thì mình sẽ rim với lửa nhỏ từ từ để cho cái phần thịt nó của mình nó sắc xuống và lúc này các anh chị và các bạn có thể nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình của mình nha. Sau một hồi mình rim với cái lửa nhỏ thì cái thịt rim mắm ruốc của mình nó lên màu rất là đẹp luôn. Khi mà làm cái món này thì các anh chị và các bạn nên rim ở trên cái lửa nhỏ ha để cho cái màu nó lên đẹp hơn. Rồi mình sẽ điều chỉnh thêm một xíu đường nè. Kế tiếp thì mình sẽ cho vô một xíu nước mắm nữa nha. Và cái lượng đường nước mắm này sẽ canh chỉnh theo khẩu vị của các anh chị và các bạn. Và cái lượng mắm ruốc mà mình sử dụng là mắm ruốc cô đặc hay là mắm ruốc pha sẵn nha. Rồi lúc này thì mình sẽ xào thêm một chút xíu nữa để cho cái gia vị nó thấm và nó sắc xuống như thế này là được rồi. Và đây là cái thành phẩm của mình nè. Cái thịt rim mắm ruốc của mình nó rất là thơm béo luôn. Và cái mùi mắm ruốc rất là đặc trưng nha. Khi mà mình ăn kèm với cơm nóng á, thì rất là bắt cơm luôn. Và cái màu sắc thì mình cảm thấy rất là hài lòng và cái màu nó lên rất là
tươi khi mà mình rim trên cái lửa nhỏ nhé. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm thịt rim mắm ruốc. Hy vọng rằng mới cái sự biến tấu từ cái thịt kho mắm ruốc nó sẽ cho ra một cái món rim mắm ruốc cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn tới các anh chị và các bạn nhé. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần kênh của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi kênh của vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nhé. Thank you.